Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Sáng sớm hôm nay tiếp tục mình sẽ đi thăm bẫy chuột. Thì qua kiếm điểm dữ lắm, đạt được có 30 cái. Bẫy thì mình có 40 cái. Nhưng mà giờ điểm kiếm khó quá, đạt được có 30 cái. Rồi rồi, đây. Kệ 30 cái, khi hình trúng thì sao. Qua đây mình bán hàng cái. Ở đây cái điểm này cũng có anh em quýnh rồi. Mình quýnh có 1 cái. Nếu có vô không? Rồi, vô không? Rồi, vô, chuột cơm. Trời ơi, con chuột gì đây? Con chuột gì mà ít tí nỉ trời. Trời ơi, mấy chuột này đập cây trắng ngon dữ lắm nè. Thôi, kệ mà hàng con. Giờ mà mình cho qua cái bãi bên kia. Qua thì mình quýnh hai bãi. Một bãi mười mấy cái. Là hai bãi... đúng rồi, bãi mười mấy cái. Rồi, qua cái điểm nó cũng im đó nha. Cái điểm đó, thì điểm mới á. Chưa, anh em chưa có quýnh. Cái điểm này qua mình kiếm được cái điểm này quá ngon luôn. Mình thấy có dấu cống dùm này á, phần bự lắm nha. Hy vọng là này có theo có con khủng. Đây cái nè. Ôi đất ơi. Hàng khủng hú hồn luôn. Cống dùm nè. Ủa cơm tưởng cống dùm. Cống dùm mà thả nữa. Ủa phần của còn cống dùm không có vô chỗ cơm trời. Cái điểm này im dữ lắm. Cái điểm này qua mình cũng môi móc dữ lắm. Phát hiện cái điểm này phân được không ở bên đó để mình làm sao đi để đi đây mình quýnh mười mấy gần 20 cái luôn ở cái điểm này môi móc hơi cực xảy được không rồi cái này cũng như vậy rồi không vô không ta nè đừng ngon nữa luôn không vô luôn. Chỗ này bảo đảm thế nào cũng có hàng khủng. Qua wow, mấy cái phần nó bị quất chặt đây. Một cái bẫy chuột cơm mà để lên hồi lộn để đi. Rồi, tiếp tục vào đây. Qua wow, mồi móc cũng lùm giá không biết nhớ. Đây cái nè, mình thấy có một cục đèn rồi đó. Gì đây? Trời ơi cơm. Trời ơi phân chuột cống không mà dính chuột cơm ta. Đây nè, mọi người xem phân của chuột cống nè. Nó muốn mặn tay út luôn trời nè. Phân của nó nè. Chuột nào cũng nói hú hồn chim én luôn trời. Chuột nào cũng nói dính chuột cơm. Chuột cơm bự lắm nha. Để đây đèn đi. Mấy chuột cơm này ăn đi ăn sớm. Dính trước. Cống thì hên lắm. Nó mới đi sớm này cái nó dồi một đống giác cơm nữa. Trời đất ăn lôi gì trống giác cũng bệnh như trời. Trời chuột cống ngon quá trời dính chuột cơm trời. Rồi có cơm cũng được. Tới đây ở đây à, không có mình đây. Thăm nó cho ngoài đây trước đi, ngoài trong mình làm sao để hồ cái bị sót quẹo qua và lại hồi sót cái luôn chiến rồi hay tới luôn cũng sót luôn. Đây chùm này cái dính nữa à, hơi chục cơm mini chục cơm đặc biệt rắn rồi chưa có con cống luôn cơm không luôn bỏ đi. Đây cái nè rồi xong dướng nữa rồi. Trời ơi trời tối ngày bị cái này hoài ta dướng cái gì đây trời ơi vậy da luôn ôi cái này phân chuột cống không luôn nè ủa trời má luôn dướng cái cây gì trời đủ đạn thì trời ơi vô nó quậy tùm lum luôn này dính chuột cống chắc luôn trời ơi trời cái bẫy nó bị dướng gì nè chứ cái này đập một phát một vô rồi nè hả nó bị dướng giống gì không vô được sấy luôn rồi bên đây cái bãi này chuột cơm im dữ lắm ôi chuột cống rồi đập nữa rồi cơm luôn cơm không mới mập đây đập này. Cơm nữa ơi cơm không có con cống nào mở hàng hết trơn cơm mập không nha
con nào này nè, mập lúc bỏ ở đây đi. Nãy giờ Tuấn ra thì cũng dính nhiều điều quá đó, có con cái là hai cái gì đó, con cái nó bị dưới nó ngóc bên này cái nữa, này chắc chụp cơm chắc luôn, khó là chụp cơm. À ủa sao kỳ vậy trời ơi, mình nấu chụp cơm ăn cũng hay cái gì hả, ngon ha. Ôi ôi con này mập nó bự, cái đường ngon này á thì mình thấy chụp cơm đi, tại dính chụp cống mà cái đường á mình thấy chụp cống dính chụp cơm hát không để có là được rồi. Cái đường mòn này mình đặt con cái với là xích múc trong đây, trong này con cái nữa. Rồi đã, rồi không đập luôn đó. Cái này mà cục khủng rồi đây. Rồi, một chiếc rồi, dọn cơm nữa. Đãi được sống quá trời đúng như cơm không như ta. Xem trước thì đập lên nữa. Đập cơm luôn. Ơi, cơm xong rồi, không thấy cháo toàn cơm không, trái hai con cơm đây, con trái cơm nữa để đi, ở đây mình con trái này nhé. Cống nó coi rồi đập luôn rồi đó, rồi chắc cơm nữa rồi. Má ơi cơm không vậy, thôi cái bãi này ngon quá trời dính cơm ta, cái bãi này phải quýnh lại mới dính được cốc nổi, dính được cơm không, cơm dính trước bốn cái, bốn chục cơm luôn này, thua dính được cơm không à, ý mới nổi làm được em được cống nữa. Để cho cống nó bự. Trời ơi trời, con này bảy lạng lòng mất rượt chưa, qua sướng qua sướng. Ê con này bạn con nãy nha, bảy lạng cống nó vô khoảng hàng chục con, mình thấy có 7-8 kg hoặc là 60 kg, còn chục cơm không thua. Rồi, tôi còn không ta, đi ngoài luôn mình kiểm soát bảy là coi cái khu này còn không, rồi qua khu khác. Rồi, đây mình có hai cái nữa đập rồi. Dùm không? Rồi, đang thui, vô kèo. Dùm này tơ nha. Còn khoảng 3 lần mấy nè. Chắc là nó còn cái nữa nè. Rồi, à, đây, rồi nó nữa. Bày. Đây. Bày của nó nha. Hai cái được hai con. Được. Thôi mình để đi. Đi vô đây. Rồi, cái lụm ở đây cho. Còn khoảng tầm 10 cái nữa, mấy cái nữa. Đây này con cái nè. Đập ông đây, đập rồi, cơm. Đây, một con cơm hợp lốt. Để mình đem là bỏ mát đi, vừa đó mình mấy cái trong đó nữa. Mấy chuột này ngắn quá, nó hóc, nó ngụm à. Chuột này thì đi bán hoặc là mình thăm sớm, chứ còn mình đi trưa quá, nắng quá nó chịu nổi, nó ngốc, nó ngụm à. Đập không? Ủa, không đập luôn ta. Nên cái đường mòn cũng im quá, im mà. Không đập luôn. Ở đây còn cái nào đâu, mình còn cái phải. Rồi, còn cái điểm này là điểm cuối, còn 7 cái nữa. Cái bãi này thì chắc mình thấy không có chuột cống đâu. Có chuột cơm. Rồi qua mình dạch cho mình không thấy phần chuột cống. Mà nhiều khi cũng không biết chừng rồi. Như khi mình quýnh chuột cống mà dính chuột cơm, không chừng. Rồi, con cái sugana. Con cái đập không đây. Đập cơm nữa. Trời ơi, gì vậy? Tới một chuyện rồi. Sao cái vô ngàm, vô ấy mà đâu tiêu chuột rồi. Trời ơi, nó đào nè. Quỷ thần ơi, sao quỷ ta? Ủa, vô ngàm hết trơn rồi, quỷ ta. Nó ngầm cái không có nổi luôn kìa. Rồi, đi. Vô ngàn không biết đâu. Đào cây này ba cái con ấy không à. Vô ngàn mà nhiều khi nó dướng đất thì nó nói vô ngàn mà không thấy dính. Rồi. Đặt đâu giờ hết nhớ luôn rồi ta.
Điểm này mình nhớ quýnh đầu tiên là 7 cái nè. Để kiếm cho ra 7 cái để không thôi sót nữa. Này có người ta. Trời trời. Cắt cho nó chết. Rồi thôi. Một con cơm. Cơm này cho bể rắn ngon. Đường mòn này quá ngon quá trời, mình quýnh ta. Nè. Đường mòn mới chát thì vẫn quýnh trời. Ba cái. Ba là còn. À đèn cái nó không đập luôn. Rồi, cái đường mòn này ngon quá không quýnh. Ba là còn bốn cái nữa. Ủa. Bốn cái rồi, còn ba cái nữa. Để đi, tới trước luôn. Bãi này cũng có mấy anh em quýnh rồi. Mình thấy có dấu thôi quýnh 7 cái. Rồi. Mình đã đập á ha ha, một cục đang thui, một con nhum thôi. Nhiều khi á quýnh cơm mà lại dính nhum, mà quýnh nhum là dính cơm. Cái bãi này mình nghĩ là không không có nhum đâu. Mà dính được con nhum nè. Còn này tầm cỡ nửa ký nha. À bên này. Ác rồi đó. Quýnh cơm dính nhum, nhum lại dính cơm. Hai cái nữa. Đây có không đây? Mình nằm ngoài bìa qua đây cái bãi. Nhớ bìa mình có quýnh một hai cái gì nữa mà thôi. Không thấy gì ta. Đây cho ngầm đi. Rồi, mình mới về tới nhà mình chắc ra đây để mình nếm thử hết được thử rồi mai mai dính được nha. Một hàng là tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 cái luôn nha. Thì chuột cống thì được 5 con, được có con khủng nè. Còn có 8 đàn được, quá bự luôn. Cái này được khoảng chục con mà thấy ngon vô. Con này là cũng tầm khoảng 1 ký. Là 6 đàn. Còn mấy bên này ok. Con này cũng được. Con này cũng già nè. Con này nay cũng bự, nó cũng ít lứa 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 nhiều. Nó còn chịu phải đặt cái rắn ngon nè. Con này mập nè. Nhưng mấy ông đó đánh chuồng vô là gâm nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái bẫy mình đổ mấy chuột vào vô. Chiếc giò mình dính được có 3 con nhưng mà thả vô chiếc giò nè. Mình dính được có 3 con mà con tơ. Còn cái chuột cơm thì mình nhấp đi nè. Cơm cơm là bán 3-4 chiếc ấy, mình sẽ bán một lần. Sống thì mình bỏ nó vô, đợi nó vô mấy con cơm dễ xay đỏ không. Nó vô nhẹ nhàng lắm. Bỏ mấy con cơm nó khống nhảy tùm lum. Có chiên rồi thất. Bây giờ thì mình đi thăm cái rắn về đó, đạt được có hai mấy cái. Cũng được có mấy con gì chút không lạ bự lòng của nó bạc kia nó khác bậy vô nó cắn lộn luôn các bậy vô nó từ từ nó quen.
anh em bẫy rắn, bẫy con bự thì mình để bán thịt. Con bự sẽ bán cho nó vô đây. Nãy giờ mình bỏ chuột xong hết rồi, sau lưng mình đây, còn bây giờ mẩy mình chất nha. Đó, chiều nay là kiếm điểm cái điểm mới mới để mình quýnh tiếp tục. Thì mùa nắng này, nói chung là đặt cái chuột này để chống quả thôi, chứ mùa nắng là thật sự không có gì để quay. Giờ chỗ nào cũng khô hạn, mình không có đặt là cá, không đặt bẫy rắn gì được hết. Nói chung là chỉ đặt mấy cái bẫy chuột này chống quả thôi. Thì hẹn mọi người những video tiếp theo nha. Rồi, mọi người thấy hay cho mình xem một like và đăng ký nha. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha.